Làm thế nào để giết một tổng thống? Của tác giả Lương Khải Minh và Cao Vị Hoàng, tức Cao Thế Dung. Chân thành tri ân quý thượng tọa, linh mục, đại đức, quý nhân sĩ, quý vị tướng lãnh và sĩ quan, quý văn nhân ký giả cùng các nhân chứng trong biến cố và thân hữu của chúng tôi đã cung cấp cho chúng tôi những tài liệu sống và quan yếu nhất để hoàn thành thiên bút ký này. Lương Khải Minh và Cao Vị Hoàng, tức Cao Thế Dung. Tập thứ nhất, xin mời bà con mình cùng nghe. Định mệnh đã an bài. Sáng sớm ngày 2 tháng 11 năm 1963, sau một đêm dài nhất, một đêm không ngủ, trong lúc tiếng súng vẫn còn nổ lẻ tẻ đâu đây, với nhiều đám khói tại trung tâm thủ đô còn bốc lên nghi ngút, từ các máy thâu thanh phát ra lời loan báo của phe đạo chánh đã hạ được Dinh Gia Long, thủ phủ cuối cùng của chế độ Ngô Đình Diệm, nhưng anh em ông Diệm đã trốn thoát khỏi Dinh Gia Long. Khoảng 10 giờ cùng ngày, đài phát thanh Sài Gòn loan một tin vắn tắt, anh em ông Diệm bị bắt tại Chợ Lớn và đã tự tử. Dư luận bàn tán xôn xao, phần đông nghi ngờ, không tin anh em ông Diệm đã chết, và nhất là không tin anh em ông Diệm tự sát, vì ai cũng biết, cố tổng thống Diệm là một người ngoan đạo, mà đạo Thiên Chúa cấm tự sát. Trong khi ấy, phe đạo chánh không cho biết thêm tin tức nào về cái chết, trong khi báo chí thì không dám nói rằng anh em ông Diệm bị giết. Ngày 6 tháng 1 năm 1963, Nhật báo New York Times in hình xác tổng thống Diệm bị còng tay với lời chú thích, tự sát không có tay, cố ý mỉa mai lời thông báo của phe đạo chánh rằng anh em ông Diệm đã tự sát. Về sau, người ta đã có thể công khai nói rằng anh em cố tổng thống bị giết, nhưng ai giết và ai ra lệnh giết, đó là một nghi vấn cho đến nay vẫn chưa được hoàn toàn phơi bày ra ánh sáng. Thời gian như chiếc lá bay vèo, mọi việc tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua, thế mà đã 6 năm. Vào thế kỷ trước, khi tốc độ còn tính bằng chục cây số, thì 6 năm qua là khoảng thời gian quá ngắn, chưa đủ một khoảng cách không gian cần và đủ để có thể phơi bày tất cả mọi sự thật về một biến cố lịch sử. Nhưng ngày nay, tốc độ tính bằng ngàn cây số, 6 năm là thời gian quá đủ để nói thật, nói hết về một biến cố lịch sử. Mỗi biến cố lịch sử có một giá trị riêng của nó, vào thời đại của nó. Mỗi giai đoạn lịch sử cũng có một giá trị khác nhau, chỉ riêng sự thật có giá trị muôn đời, và cái gì là sự thật phải trả về với sự thật. Viết về một giai đoạn cầm quyền suốt 9 năm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, không nhằm mục đích biện minh cho ai hoặc kết tội ai, mà chỉ muốn nói lên một sự thật. Sự thật sẽ ghi tội và công trạng của những người có công. Người viết không dám làm việc có một sử gia, mà chỉ muốn góp một phần nhỏ vào việc soi sáng cho một giai đoạn gay go của lịch sử, một giai đoạn đầy những biến chuyển và bí mật. Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm không đơn giản như một vụ thanh toán chính trị và thoáng đoạt quyền hành ở cấp lãnh đạo thượng tầng quốc gia. Cái chết của ông đã biểu hiện trọn vẹn thân phận của người dân nhược tiểu Á Phi, và gần hơn nữa, thân phận của một người Việt Nam yêu nước, dù có phạm những lỗi lầm nào, vẫn còn giữ được lòng tự ái quốc gia và cả cái danh dự của dân tộc. Trước hết, cái chết của ông, dù cách nào cũng chỉ là kết quả của một lòng yêu nước, và chỉ vì không chịu cúi đầu khuất phục trước những thế lực của ngoại bang, nhằm khuynh đảo đất nước này và tạo ra những hoàn cảnh tan rã và mỗi ngày càng thêm tan rã. Tổng thống Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu bị bắn chết vào sáng ngày 2 tháng 11 năm 63, tức là đã 6 năm qua. Thời gian này quả là quá ngắn ngủi so với dòng lịch sử, nhưng với thời đại của tốc độ không gian như hiện nay thì 6 năm cũng không phải là một quãng đường quá ngắn.
nhận định về cái chết của anh em Tổng thống Diệm ngay bây giờ cũng không phải là vấn đề quá sớm, vội vàng và hiển nhiên trong 6 năm qua, miền Nam đã trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu lần thay đổi chủ ngôi, nhưng sự kiện diễn biến của thời cuộc cũng đã đủ cung ứng chất liệu cho ta có thể bình tâm nhận định về cái chết của Tổng thống Diệm cùng sự sụp đổ của chế độ đệ nhất Cộng hòa. Vấn đề công và tội của cụ Hoàng Bảo Đại, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng thống Ngô Đình Diệm đều thuộc thẩm quyền phê phán của lịch sử dân tộc sau này. Song sự nhận định phê phán nào cũng không thể bỏ qua thực tại bi thảm của dân Việt Nam trong nửa thế kỷ vừa qua. Sự nhận định phê phán xuất phát từ quan điểm nào cũng phải đặt trên lập trường dân tộc như một lập trường căn bản, từ thực tại Việt Nam, từ tâm hồn Việt Nam và trong hoàn cảnh bi thảm của xứ sở. Chúng tôi trình bày ở đây chỉ nhằm sáng tỏ những sự thật từ mắt thấy tai nghe và kinh nghiệm tang thương của xứ sở. Trước và sau ngày 1 tháng 11 năm 1969, ngày quốc khánh của đệ nhị Cộng hòa, trong quốc dân đã trỗi dậy một vài khuynh hướng và phong trào đòi phục hồi danh dự cho cố Tổng thống Diệm và làm sống lại cái chết bi thảm của ông và các bào đệ ông. Đồng thời lại có một vài khuynh hướng khác không đồng ý. Như vậy vì nếu phục hồi danh dự cho cố Tổng thống Diệm, tức là đã công khai phủ nhận ý nghĩa của ngày 1 tháng 11 năm 1963, mà khuynh hướng trên vẫn coi đó là một ngày cách mạng, với niềm tự hào phát xuất từ danh nghĩa cao đẹp này. Cái chết của Tổng thống Diệm hiển nhiên không thể so sánh với cái chết của Hoàng đế Louis XVI đối với cách mạng Pháp 1789. Dù cách nào, cái chết của ông đã được nhiều người Việt Nam thắp nén hơn lòng để tưởng niệm. Giả dụ, nếu Tổng thống chết vì mưu toan của ngoại bang, thì cái chết của vị tử đạo vì quyền tự quyết dân tộc. Những khuynh hướng và phong trào trên đây chung quanh vấn đề phục hồi danh dự cho cố Tổng thống Diệm, dù cách nào cũng chỉ là những phản ứng xuất phát từ lòng yêu ghét rất chủ quan, và chỉ là kết quả của phản ứng nhất thời của từng tập thể, do đó sẽ thiếu trung thực và vô tư cần có. Nhận định về cái chết của Tổng thống Diệm cũng như vấn đề công tội của chế độ Ngô Đình Diệm, trước hết phải tách rời tinh thần chủ quan phe phái và phải vượt trên và ở ngoài phương vị tôn giáo cũng như các chính kiến dị biệt. Trước mắt và trong tâm hồn người viết sẽ chỉ thấy một con người Việt Nam Ngô Đình Diệm bên đoạn đường lịch sử 9 năm 1954-1963. Con người ấy như thế nào, đã làm được gì cho Việt Nam, đã tranh đấu như thế nào cho nền độc lập trong thời Pháp thuộc và đã bảo vệ chủ quyền và danh dự của dân tộc như thế nào trước thế lực Mỹ, cùng những ưu và khuyết điểm của ông như thế nào trong suốt 9 năm nắm giữ diền mối quốc gia với một uy quyền chói sáng, và ai là thủ phạm chính trong những âm mưu hạ sát Ngô Đình Diệm. Từ phía Cộng sản khi còn sinh thời, cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định Tổng thống Ngô Đình Diệm là một nhà ái quốc. Ái quốc theo cách thức của Tổng thống Diệm, vậy cách thức đã thể hiện như thế nào trong cuộc đời của ông và chế độ đệ nhất Cộng hòa? Giây phút cuối cùng. Trước khi nhận định toàn bộ về con người Ngô Đình Diệm và chế độ của ông, chúng tôi xin ghi lại ở đây những giây phút cuối cùng của cuộc đời của một tổng thống đã một thời tiêu biểu cho uy quyền của dân tộc Việt. Nhân dịp tiếp các phái đoàn quân dân chính trong ngày quốc khánh 26 tháng 10 năm 1963, Tổng thống Diệm bằng một giọng ai oán thoáng buồn, ông nói: chế độ này tuy còn nhiều khuyết điểm cũng còn hơn nhiều chế độ khác. Người ta chê là độc tài nhưng chỉ ngại, còn những thứ độc tài khủng khiếp hơn. Tôi tiến thì theo tôi lùi thì bắn tôi chết thì trả thù cho tôi. Trong thời gian này, tinh thần của Tổng thống Diệm đang trải qua cơn dao động cực độ. Những nhân vật gần ông đều nhận thấy ông trở nên nóng nảy bất thường, hay thở dài, nét mặt
Đăm Chiêu thoáng buồn. Có lẽ Tổng thống Diệm đã linh cảm được tai họa sắp đến với ông, gia đình và chế độ. Ông Ngô Đình Nhu lại càng biểu linh một cách mau chóng. Ông Nhu già hẳn đi, nét mặt chảy dài. Bức hình của ông Nhu đăng trên tuần báo Express số 909, 15 tháng 12 năm 68, chính là một trong mấy bức hình chụp vào những ngày cuối cùng trong đời ông. Khuôn mặt ông Nhu càng in một vẻ căm hận cùng với vẻ đẹp của đường nét điêu khắc. Tuy nhiên, ông Nhu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và sẵn sàng đối phó. Theo tác giả Đoàn Thêm, sớm ngày 30 tháng 10 năm 63, ông Diệm lững thững xuống vườn hoa trước cửa dinh Gia Long, coi mấy chậu non bộ nhỏ mới đắp xong và đặt ở gốc cây. Ông bận đồ xám lạc, đội mũ len, chống chiếc bao toan như khi đi thăm địa điểm dinh điền. Ông ngắm vài phút ngó lên bức ảnh lớn của ông treo cao đằng sau bàn giấy của ông Động Lý Bộ Phụ Tổng thống, rồi mỉm cười lên lầu. Bốn hôm sau, khi được chính phủ cách mạng cho trở lại dinh để dọn đồ, thì thấy ảnh kia bị bắn vỡ tan tành. Tiếp khách lần cuối. Ngày 31 tháng 10, hầm trú ẩn xây trong dinh Gia Long đã hoàn tất, có thể chịu đựng loại bom 500 kg. Cũng vào ngày đó, ông Ngô Đình Nhu tiếp kiến các đại diện Ủy ban Liên hiệp Bảo vệ Phật giáo. Cùng ngày, phái đoàn điều tra Liên hiệp quốc về vụ Phật giáo Việt Nam đáp máy bay ra Huế để tiếp tục cuộc điều tra. Đại sứ Cabot Lodge đã nhận được đầy đủ tin tức về kết quả và thái độ của phái đoàn này tại Sài Gòn, và thấy rằng sẽ bất lợi cho những toan tính và âm mưu của ông Lodge. Vụ đàn áp Phật giáo phải được duy trì để lấy cớ lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm như ông Lodge mong muốn. Sáng 1 tháng 11, nhằm vào ngày lễ các thánh, công sở đều được nghỉ. Tổng thống Diệm đã tiếp người bạn đồng minh Hoa Kỳ cuối cùng trong đời ông, đó là Đô đốc Harry D. Felt, Tổng tư lệnh lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương. Đô đốc Harry D. Felt chắc hẳn biết rõ những gì sắp xảy tới trong mấy giờ nữa, kết thúc chế độ của Tổng thống Diệm, mà ông ta theo lễ nghi vẫn xưng tụng như một nhà lãnh đạo anh minh của miền Nam. Hồi 13 giờ 30, súng bắt đầu từ nhiều nơi trong đô thành. Ai gây nên tiếng súng đó, bắt đầu từ một thế lực nào? Tướng lãnh, quần chúng, Mỹ. Thực ra, những âm mưu lật đổ Tổng thống Diệm đã sắp đặt từ tháng 5 năm 1963, rồi âm thầm tiến hành. Buổi tối ngày 28 tháng 10, do sự sắp xếp từ trước, Trung tướng Trần Văn Đông đã tiếp xúc bí mật với giới chức Mỹ tại nhà một nha sĩ. Tướng Đông luôn luôn nhắc nhở xin người Mỹ giữ bí mật hoàn toàn và không thảo luận vấn đề này với bất cứ một ai. Ông đã cố gắng thuyết phục đại sứ Cabot Lodge chấp nhận chương trình hành động của nhóm ông và làm như thế nào để Hoa Thịnh Đống đồng ý cho bật đèn xanh càng sớm càng hay. Lúc đầu, nhóm đạo chánh dự định khai hỏa vào ngày 31 tháng 10, theo sự tiết lộ của Đại tá Lou Conin. Trước nữa, nhóm đạo chánh cùng với sự đạo diễn của mấy chuyên viên CIA đã dự định đạo chánh nhân ngày kỷ niệm Quốc khánh 26 tháng 10. Nhưng đêm 26 tháng 10, ông Nhu đã nhận được báo cáo đầy đủ. Nhóm đạo chánh với tướng Đôn Minh sẽ ra tay hành động trong cuộc duyệt binh tại đường Thống Nhất vào sáng 25 tháng 10. Dịp này sẽ bắt sống Tổng thống Diệm và ông Nhu, sau đó sẽ thanh toán dinh Gia Long và thành Cộng Hòa. Vào phút chót, ông Smith, trưởng phòng CIA tòa đại sứ Mỹ, đã thông báo kịp thời cho Lou Conin biết là chưa thể bật đèn xanh vì có kẻ bên trong tòa đại sứ Mỹ tiết lộ cho ông Nhu. Kể từ ngày đại sứ Lodge sang Việt Nam thay thế Notting, cũng không ngoài nhiệm vụ đặc biệt là làm thế nào lật đổ được chế độ Diệm, đồng thời thi hành kế hoạch của Mỹ trong giai đoạn mới. Hiển nhiên là Cabot Lodge đã đóng vai trò một nhà lãnh đạo, đứng bật đèn xanh cho cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 63. Cabot Lodge được coi như tiếng nói có thẩm quyền của phe tự do, Harriman, Hillsman, và tổ chức Việt Nam Task Force.
Những nguyên nhân nào khiến cho Mỹ phải gấp rút tìm mọi cách lật đổ chế độ Tổng thống Diệm? Hẳn nhiên, về phía Mỹ, không phải là nguyên nhân Phật giáo, đơn giản là vì quyền lợi Mỹ trước hết. Cái gai chính yếu của đại sứ Lott cũng như Smith Conin và nhóm đạo chánh là tướng tôn thất đính, làm sao nhổ được cái gai này? Tuy nhiên, cho đến ngày 28 tháng 11, tướng Đôn có thể tạm yên tâm về mặt tướng đính. Điều mà phe đạo chánh lo ngại nhất là lực lượng đặc biệt của đại tá Lê Quang Tung. Lực lượng này vẫn coi như thành phần nòng cốt của chế độ Tổng thống Diệm. Ngày 29 tháng 11, tướng Tung thất đính với tư cách tư lệnh quân đoàn 3. Ông ra lệnh cho các đơn vị thuộc lực lượng đặc biệt di chuyển ra khỏi Sài Gòn. Đó cũng là một phần kế hoạch nhằm vô hiệu hóa những lực lượng trung thành với chế độ. Hơn nữa, tướng đính đang được lòng tin cậy của ông Nhu. Theo dư luận đồn đại sau ngày đảo chánh 1 tháng 11 năm 63, thì chính ông Nhu đã trao phó cho tướng đính thực hiện một cuộc đảo chánh giả với danh hiệu Bravo 1 và 2, nhằm phá vỡ kế hoạch đảo chánh thực của nhóm tướng lãnh đang liên kết với Cabot Lodge. Nếu thực sự cuộc đảo chánh sẽ xảy ra, ông Nhu chấp nhận một cách không nghi ngờ việc tướng đính móc nối với nhóm Đông Minh. Chính ông Nhu đã từng nói với tướng Huỳnh Văn Cao, Khánh dưới đính là chỗ người trong nhà cả, không lo. Ông Nhu tuy cao tay lắm, nhưng đâu có thể học được chữ ngờ qua trường hợp của tướng đính. Tương kế tựu kế, tướng đính nắm cơ hội này để quật ngược lại thế cờ cuối cùng của ông Nhu. Không có sự tham dự của tướng đính, cuộc đảo chánh 1 tháng 11-63 không thể thành công. Cái lối của ông Nhu là cái lối của một nhà chiến thuật và chiến lược nhìn và tiên liệu quá xa phạm vi hạn hẹp của chiến thuật, giai đoạn. Hơn nữa, vì lòng tin cậy, ông Nhu đã chọn nhầm một người mà chính ông Nhu trước đây đã cho là khó xài, nhưng vẫn sử dụng vì tự cho rằng mình cao tay ấn. Mặt khác, trước đó đại tá Đỗ Mậu quyền giám đốc nha an ninh quân đội, một môn đệ tin cậy của Tổng thống Diệm, đã phúc trình cho hai ông Nhu Diệm hay là hiện Việt Cộng đang tập trung tại vùng Ven Đô và âm mưu đánh phá Sài Gòn. Dĩ nhiên, đây chỉ là bản phúc trình giả, với mục đích làm lạc hướng theo dõi của chính quyền, và đồng thời có cớ để phân tán một số đơn vị trung thành của ông Diệm ra khỏi Sài Gòn. Nhờ vậy, phe đạo chánh xả giảm thiểu được sức chống đối của phe chính phủ. Hồi 12 giờ 30 ngày 1 tháng 11, tướng Trần Văn Đôn cùng một số tướng tá nòng cốt triệu tập hội nghị trong Bộ Tổng Tham mưu với sự tham dự hầu hết các tướng lãnh và một số tư lệnh quân binh chủng. Tướng Tông Thất Đính không có mặt trong hội nghị này và lúc đó ông đang phải túc trực tại Tổng hành dinh quân đoàn 3. Người thì cho rằng đến giờ phút quyết liệt, phe đạo chánh vẫn chưa tin hẳn tướng đính và có lẽ đó cũng là lý do tướng đính không có mặt trong buổi hội nghị quan trọng đó. Thiện chí nhà giàu. Theo tiết lộ của George Jaffa qua bài báo, để lôi kéo tướng đính và phe đạo chánh, Mỹ đã trao cho tướng đính một số tiền ứng trước là $1 triệu. Kết quả do sự thương lượng giữa tướng Đông và đại sứ Cabot Lodge vào ngày 24 tháng 10. Số tiền ứng trước này được coi là thiện chí cụ thể của Mỹ giúp phe đảo chánh có chút phương tiện để thực hiện kế hoạch hoàn thành cách mạng. Tưởng cũng nên nhắc lại khoảng cuối tháng 10, dư luận trong chính giới và ngoại giao đoàn đã đồn đại về những hoạt động của nhóm mãi vụ Pháp thuộc sở hành động do tướng De Gaulle gửi qua Sài Gòn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho hai anh em ông Diệm. Sáng 1 tháng 11, đại sứ Cabot Lodge hướng dẫn đô đốc Phao đến dinh Gia Long thăm xã giao Tổng thống Diệm. Nhân dịp này, Tổng thống Diệm đã cho Cabot Lodge biết là đang có dư luận về một cuộc đảo chánh nhằm lật đổ Tổng thống Diệm. Ông Diệm nói như thế là cố ý bảo cho ông Cabot Lodge biết ông luôn luôn theo dõi đường đi nước bước của Mỹ trong âm mưu lật đổ chế độ hiện hữu. Đại sứ Cabot Lodge vẫn một nụ cười vòng vã, hứa chắc với Tổng thống Diệm, nếu có sự chẳng hay xảy ra như dư luận đồn đại, người Mỹ sẽ bảo đảm cho cá nhân Tổng thống. Cũng vào giữa khoảng thời gian đó,
đại tá Lưu Conin đã đến gặp tướng Đôn và túc trực bên phe đảo chánh trong suốt ngày 1 và 2 ngay tại Bộ Tổng Tham mưu. Ông ta là trung gian giữa tòa đại sứ Mỹ và phe đảo chánh. Hay đúng hơn, ông ta thủ vai trò của kẻ điều động và thực hiện kế hoạch đã được thảo luận và quyết định chung giữa tòa đại sứ Mỹ và phe đảo chánh. Khi ở Dinh Gia Long trở về, đại sứ Loss đã nhận được đầy đủ tin tức từ Bộ Tổng Tham mưu báo cáo cho biết kế hoạch đang tiến hành. Rồi một ngày trôi qua như mọi người Việt Nam đều biết, cuộc đảo chánh hoàn toàn thành công với sự xuất hiện của các tướng lãnh mang danh xưng là những con người cách mạng và ở trong tổ chức mới lúc đầu mệnh danh Hội đồng các tướng lãnh, sau đổi thành Hội đồng quân nhân cách mạng. Nhằm vào đúng ngày lễ các đấng linh hồn, một trong những lễ quan trọng nhất của tín đồ Thiên Chúa giáo, hai anh em Tổng thống Diệm cùng bị thảm sát sau khi đã dâng trọn những lời cầu nguyện cuối cùng tại nhà thờ Cha Tam Chợ Lớn. Với sự chứng kiến của Linh Mục Trinh, một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê. Chi tiết về cái chết của Tổng thống Diệm đến nay tuy không còn là điều bí mật, song đã có quá nhiều những chi tiết mâu thuẫn nhau. Trong những giờ phút cuối, Tổng thống Diệm đã tỏ ra hoàn toàn mệt mỏi và không còn tin tưởng bao nhiêu khi phe đạo chánh báo cho anh em ông biết là đã bắt Đại tá Tung và ông này cùng lực lượng của ông đã đầu hàng phe cách mạng. Tổng thống Diệm bây giờ chỉ còn đặt tin tưởng vào quân đoàn 4 của tướng Huỳnh Văn Cao và nhất là quân đoàn 2 của tướng Khánh mà ông Nhu hoàn toàn tin cậy. Song tướng Cao đã không làm được gì khác hơn. Sư đoàn 7 nằm trong tay đại tá Nguyễn Hữu Có, phụ tá tư lệnh quân đoàn 3. Anh em ông Diệm chỉ còn lại lực lượng phòng vệ trong dinh. Tất nhiên là lực lượng này không còn phương thế nào hành động khác hơn là đành thúc thủ trong 4 bức tường thành Cộng Hòa và Dinh Gia Long. Trước một tình thế bi đát như vậy, ông Nhu quyết định ra đi. Tổng thống Diệm mặc nhiên chiều theo quyết định của ông em, đi mô thì đi. Đó là lời gió cuốn mây trôi của Tổng thống Diệm. 8 giờ 30, Tổng thống Diệm, ông Nhu, Đại quý Đỗ Thọ và Đại quý Bằng rời khỏi Dinh Gia Long trên bước đường của định mệnh. Khi tiếp thu Dinh Gia Long, Trung tá Phạm Ngọc Thảo không tìm thấy anh em Tổng thống Diệm và cấp báo cho tướng Trần Thiện Khiêm rõ. Tướng Khiêm ra lệnh cho Trung tá Thảo phải đi tìm kiếm. Theo tiết lộ của những người trong cuộc, tướng Khiêm dặn Phạm Ngọc Thảo phải tìm mọi cách đón anh em Tổng thống Diệm, phải bảo vệ an ninh cho anh em ông có được như vậy, thì tướng Khiêm và phe của Trung tá Khải mới có thể thực hiện được kế hoạch lật ngược thế cờ. Khi được tin Dinh Gia Long đã thất thủ, thì lúc ấy chính là lúc trong Hội đồng quân nhân cách mạng và nhóm tướng tá đạo chánh cũng đã chia thành 5-7 phe qua những xu hướng chính trị và quyền lợi trái ngược nhau. Riêng Trung tá Phạm Ngọc Thảo từ trước ngày đạo chánh đã có những liên lạc mật thiết với Đại tá Đỗ Mậu và tướng Khiêm. Ông Thảo là người được tướng Khiêm tin cẩn và cả hai đều là những tướng tá được chế độ tin dùng. Riêng tướng Khiêm sau vụ đảo chánh hụt 11 tháng 11 năm 60, ông trở thành vị tướng lãnh thân cận của Tổng thống Diệm và được coi như người con tin cẩn trong gia đình Tổng thống. Đường lối và trong thâm tâm của phe Phạm Ngọc Thảo chỉ muốn thay đổi cơ cấu của chế độ mà thôi. Song tình thế đã biến chuyển khác hẳn và trái với ước mong trong thâm tâm Thảo từ buổi đầu. Ông Thảo hẳn đã biết rõ những xu hướng khác nhau trong Hội đồng cách mạng. Trong đó đã có một xu hướng chủ trương phải giết hai anh em ông Diệm để trừ hậu họa. Và đó cũng là chủ trương của một số nhân vật Mỹ mà ông Fistel là đại diện. Ông này vẫn chủ trương chế độ Ngô Đình Diệm phải được cải tổ toàn bộ. Nếu Tổng thống Diệm không khứng chịu thì Tổng thống phải ra đi hoặc bị thủ tiêu. Xu hướng thanh toán Tổng thống Diệm quy tụ mấy tướng lãnh đã sẵn lòng bất mãn với chế độ từ lâu, đó là các tướng Trần Tử Oai, Mai Hữu Xuân. Mặc dù những người như Trung tướng Trần Văn Đôn từng được chế độ của Tổng thống Diệm đặc biệt ưu đãi tín cẩn trong suốt 9 năm của chế độ. Tướng Đôn liên tiếp được trao phó những chức vụ quan trọng từ tư lệnh vùng 1 đến tư lệnh lục quân, rồi quyền Tổng tham mưu trưởng,
ba tướng Đôn, Kim, Oai được coi là thành phần nòng cốt của Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Người Mỹ tin cẩn vào tướng Đôn hơn cả. Sở dĩ tướng Dương Văn Minh được trao phó vai trò chính, vì đối với quân đội lúc ấy và trong hàng tướng lãnh, thì uy tín của tướng Minh trội bậc hơn cả. Ta có thể nói năm tướng Minh, Đôn, Kim, Oai, Xuân đứng riêng một phe. Chưa có chứng cứ nào rõ rệt để nói rằng tướng Khiêm, đại tá Mậu, trung tá Thảo đứng về một phe khác, không mấy thân hậu và tín cẩn đối với phe kia. Nhưng dù sao, tướng Khiêm vẫn là người tỏ ra ôn hòa đối với chế độ Ngô Đình Diệm, mà chính ông đã trưởng thành trong chế độ ấy. Còn trung tá Phạm Ngọc Thảo, một tín đồ Thiên Chúa giáo có đầu óc tiến bộ và quốc gia cực đoan, kể từ biến cố Phật giáo, ông quyết liệt chủ trương phải thay đổi thành phần và cơ cấu của chế độ. Trung tá Thảo là người thứ nhất đã can đảm trình bày với tướng Khiêm tất cả ước vọng và kế hoạch của ông. Khi tướng Khiêm đang nắm quyền tham mưu trưởng liên quân, cái trục liên lạc thân hậu của Trung tá Thảo có thể mô tả Thảo Mậu Tuyến. Thảo là bạn tâm tình của bác sĩ Trần Kim Tuyến, và chính Thảo cũng đã thẳng thắn tỏ bày ước vọng và kế hoạch của ông cho bác sĩ Tuyến rõ. Kể từ tháng 5 1963, theo sự lượng tính và tiên liệu của bác sĩ Tuyến, nếu không cấp thời có một chương trình hành động để cứu nguy chế độ, thì khó lòng ngăn ngừa được cuộc đảo chánh. Trung tá Thảo cũng lo âu như thế. Từ khi ông Tuyến ra đi thì Thảo không còn có gì ràng buộc mật thiết với chế độ. Song Thảo vẫn tiếp tục móc nối một số tướng tá, vẫn được coi là người của chính quyền, nhằm thực hiện một cuộc đảo chánh cốt sửa sai hơn là san bằng, đồng thời có thể ra tay trước phe tướng Minh và vô hiệu hóa mọi âm mưu trong kế hoạch của họ và lật ngược thế cờ để nắm phần chủ động. Thảo đã đóng một vai trò quan hệ trong cuộc đảo chánh 1 tháng 11 năm 63 và Thảo được đặt dưới quyền sử dụng trực tiếp của tướng Khiêm. Dù chủ trương như thế nào, đại tá Thảo cũng đã là một trong mấy người thân tín của chế độ Tổng thống Diệm, đã trực tiếp lật đổ chế độ này. Ông Thảo đã được Hội đồng Quân nhân Cách mạng trao phó phần vụ phát thanh. Đây mới là thứ khí giới sắc bén nhất để xô đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Ví như không có phần phát thanh từ lúc đầu thì cục diện chưa chắc đã đổi thay mau lẹ. Khi phe tướng Minh, Kim, Đông nhận được tin ông Diệm đang ở Chợ Lớn, đã cấp tốc ra lệnh cho đại tá Dương Ngọc Lắm đem thiết quân vận M113 vào đón bắt. Đại tá Lắm lúc ấy đang nắm quyền tổng giám đốc địa phương quân, một trong số tướng tá được chế độ đặc biệt ưu đãi tin dùng. Ông Lắm là người theo đạo chánh vào phút chót. Công tác đầu tiên mà ông được phe đạo chánh trao phó là đem quân vào Chợ Lớn để đón bắt anh em Tổng thống Diệm. Tất nhiên là ông đã không được lòng tin cậy cố phe chủ chốt, do đó tướng Mai Hữu Xuân được tướng Minh chỉ định đi theo giám sát đại tá Lắm. Tóm lại, đã có hai toán quân vào Chợ Lớn tìm bắt anh em Tổng thống Diệm. Mỗi toán có thể nói thuộc về một phe, nhằm riêng một mục đích. Thay vì Trung tá Thảo, nếu biết rõ anh em ông Diệm đang ở nhà thờ Cha Tam, thì cái chết đã không đến với hai anh em ông Diệm. Ít nhất là cũng cứu thoát được ông Diệm. Song Thảo lại chỉ đến lục soát nhà Mã Tuyên, trong lúc đó anh em Tổng thống Diệm đang dâng lễ ở nhà thờ Cha Tam. Ông Thảo trở về tay không, đồng thời cũng mang theo sự thất bại của nhóm ông. Và có phải chính ông Diệm báo tin cho tướng Khiêm để nhận sự đầu hàng và cho biết đang ở nhà thờ Cha Tam không? Một nghi vấn cho rằng, có lẽ viên sĩ quan tùy viên của ông vào phút chót đã phản phúc và báo cho phe đạo chánh biết nơi anh em ông trú ẩn. Sự thật không phải là Đỗ Thọ đã phản phúc Tổng thống Diệm. Đại quý Đỗ Thọ được Tổng thống bảo đi gọi điện thoại về Bộ Tổng tham mưu cho tướng Khiêm, nhưng Thọ lại gọi điện thoại trực tiếp cho đại tá Đỗ Mậu là chú ruột của ông. Vậy thì anh em ông Diệm có đầu hàng phe đạo chánh không? Những diễn biến tại Dinh Gia Long và tại nhà Mã Tuyên từ 12 giờ 30 ngày 1 tháng 11 đến 4 giờ đêm 2 tháng 11 sẽ giúp cho sử gia sau này đi đến một kết luận rõ rệt hơn. Khi đại tá Lắm đem quân đến nhà thờ Cha Tam thì lúc đó Hội đồng Quân nhân Cách mạng vẫn chưa dám quyết định chung.
là dứt khoát về số phận của anh em Tổng thống Diệm. Một người trong cuộc cho biết, anh nào cũng run hết trước một quyết định dứt khoát và tối quan hệ đến sự thành hay bại của cuộc đảo chánh. Hội đồng chia thành 3-4 phe, một phe nhất định phải thanh toán ngay. Tuy nhiên phe này chỉ rỉ tai bằng kính với nhau mà thôi. Phe khác chủ trương để anh em ông Diệm lưu vong ra ngoại quốc. Phe thứ ba giữ thái độ dè dặt. Phe quyết định thanh toán lấy cớ rằng, nếu anh em ông Diệm còn sống thì cuộc đảo chánh sẽ bất thành, vì tay chân của ông không sớm thì muộn cũng sẽ phản công. Vả lại, phe này thấy rằng, ngay trong hội đồng quân nhân cách mạng cũng đã quá phân nửa từng là người thân tín của Tổng thống Diệm và ông Nhu. Điều lo ngại hơn nữa là họ vẫn chưa nắm được tướng Tôn Thất Đính và binh quyền lại đang nằm gọn trong tay Đính, cũng như một số tướng tá khác như tướng Nguyễn Khánh quân đoàn 2, tướng Huỳnh Văn Cao quân đoàn 4, đại tá Cao Văn Viên tư lệnh nhảy dù và đại tá Huỳnh Hữu Hiền tư lệnh không quân. Hai sĩ quan cấp tá này đã thẳng thắn từ chối tham gia phe đảo chánh. Giả thử, nếu đưa hai anh em ông Diệm về trình diện hội đồng quân nhân cách mạng, thì biết đâu sự hiện diện của anh em ông lại không thể làm nản lòng và gây xúc động lương tâm những người thân tín cũ của ông. Nếu chỉ nhằm đến mục đích hoàn thành cuộc đảo chánh và tránh mọi hậu họa, thì phe này khi ra tay hạ sát Tổng thống Diệm cũng không có gì khó hiểu. Tập thứ nhất đến đây đã chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ hai.